Cuốn 45 giải thích phẩm Mahātát thứ 13, kinh Mahābát Nhã ghi phẩm Kim Cang. Kinh: Bấy giờ Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Mahātát? Phật bảo Túc Bồ Đề: Bồ Tát đối với chúng tất định làm thượng thủ nên gọi là Mahātát. Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, những gì là chúng tất định mà Bồ Tát làm thượng thủ? Phật bảo Túc Bồ Đề: Chúng tất định là tánh địa nhân, bát nhân, tu đà hoàn, từ đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, Bồ Tát mới phát tâm cho đến Bồ Tát ở địa vị bất thối. Túc Bồ Đề: Ấy là chúng tất định mà Bồ Tát làm thượng thủ. Bồ Tát Mahātát đối với chúng ấy sinh tâm lớn, không thể hoại như kim cang sẽ làm thượng thủ cho chúng tất định. Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế nào là Bồ Tát Mahātát sinh tâm lớn không thể hoại như kim cang? Phật bảo Túc Bồ Đề: Bồ Tát Mahātát nên sinh tâm như vậy, ta sẽ cho nghiêm lớn ở trong vô lượng sinh tử, ta phải nên bỏ hết thảy sở hữu, ta phải nên giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh, ta phải nên lấy ba thừa độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến vào vô dư niết bàn. Ta độ hết thảy chúng sinh rồi mà không có cho đến chỉ một người vào niết bàn, ta phải nên hiểu tướng chẳng sinh của hết thảy các pháp, ta phải nên lấy tâm thuần tát bà nhã tu hành sáu ba la mật, ta phải nên học trí tuệ liễu đạt hết thảy pháp, ta phải nên liễu đạt bốn nhất tướng trí của các pháp, ta phải nên liễu đạt cho đến môn vô lượng tướng trí. Túc Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Mahātát sinh tâm lớn không thể phá hoại như kim cang. Bồ Tát Mahātát ở tâm ấy mà làm thượng thủ đối với chúng tất định, vì pháp ấy dùng vô sở đắc vậy. Túc Bồ Đề: Bồ Tát Mahātát nên sinh tâm như vậy, ta sẽ thay hết thảy chúng sinh mười phương, hoặc chúng sinh địa ngục, hoặc chúng sinh súc sinh, hoặc chúng sinh ngã quỷ mà chịu thống khổ. Vì mỗi mỗi chúng sinh trải trong vô lượng trong ngàn ức kiếp thay thế chịu khổ địa ngục cho đến khi chúng sinh ấy vào vô dư niết bàn. Do pháp ấy vì chúng sinh mà chịu mọi cần khổ, chúng sinh ấy vào vô dư niết bàn rồi, vậy sau tự trồng căn lành trải qua vô lượng trong ngàn ức vô số kiếp sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề ấy là Bồ Tát Mahātát tâm lớn không thể hoại như kim cang, trú trong tâm ấy vì chúng tất định làm thượng thủ. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát sinh tâm khoái thích lớn, trú trong tâm khoái thích ấy mà vì chúng tất định làm thượng thủ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tâm khoái thích lớn của Bồ Tát Mahātát? Phật dạy: Bồ Tát Mahātát từ khi mới phát tâm cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không sinh tâm ô nhiễm, tâm sân nhuế, tâm ngu si, tâm não hại, tâm thành văn, tâm bích chi Phật, ấy gọi là tâm khoái thích lớn của Bồ Tát Mahātát. Chú trong tâm ấy mà vì chúng tất định làm thượng thủ, cũng không nghĩ có tâm ấy. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát sinh tâm bất động. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Sao gọi là tâm bất động? Phật dạy: Thường niệm tâm trí nhất thiết chủng, cũng không nghĩ rằng có tâm ấy, ấy gọi là Bồ Tát Mahātát bất động. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát đối với hết thảy chúng sinh nên sinh tâm lợi ích an vui. Sao gọi là tâm lợi ích an vui? Là hiểu biết hết thảy chúng sinh, không bỏ hết thảy chúng sinh, làm việc ấy cũng không nghĩ có tâm ấy, ấy gọi là Bồ Tát Mahātát sinh tâm lợi ích an vui đối với hết thảy chúng sinh. Như vậy, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát tu hành bát nhã ba la mật, làm bậc thượng thủ tối thắng giữa chúng tất định. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát nên tu hành tâm muốn pháp, mừng pháp, vui pháp. Thế nào là pháp? Đó là không phá thật tướng, các tướng các pháp, ấy gọi là pháp. Thế nào gọi là muốn pháp, mừng pháp? Là tin pháp, nhẫn chịu pháp, lãnh thọ pháp, ấy gọi là muốn pháp, mừng pháp. Thế nào là vui pháp? Là thường tu hành pháp ấy, ấy gọi là vui pháp. Như vậy, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát tu hành bát nhã ba la mật có thể làm bậc thượng thủ đối với chúng tất định, vì pháp ấy dùng vô sở đắc vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát khi tu hành bát nhã ba la mật, trú ở nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, có thể làm bậc thượng thủ của chúng tất định, vì pháp ấy dùng vô sở đắc vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Mahātát khi tu hành bát nhã ba la mật, trú ở bốn niệm xứ cho đến trú ở 18 pháp không trung, có thể làm bậc thượng thủ của chúng tất định, vì pháp ấy dùng vô sở đắc vậy.
Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, chú ở trong tam muội như kim cang, cho đến chú ở trong tam muội lìa đắm hư không, không nhiễm, có thể làm bậc thượng thủ của chúng tất định, vì pháp ấy dùng vô sở đắc vậy. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát chú ở trong các pháp ấy có thể làm bậc thượng thủ của chúng tất định, vì nhân duyên ấy nên gọi là Ma Ha Tát. Luận: Tu Bồ Đề đã theo Phật nghe nghĩa Bồ Tát, nay hỏi nghĩa Ma Ha Tát. Ma Ha Trung Hoa dịch là lớn, Tát Đoà Trung Hoa dịch là tâm hoặc chúng sinh. Chúng sinh này tối thượng đệ nhất giữa các chúng sinh thế gian nên gọi là lớn. Lại lấy tâm lớn biết hết thảy pháp, muốn độ hết thảy chúng sinh ấy gọi là lớn. Lại nữa, Bồ Tát nên gọi là Ma Ha Tát, Ma Ha Tát nên gọi là Bồ Tát vì phát tâm cầu đạo vô thượng vậy. Lại nữa, như đã nói rộng trong phẩm tán thán nghĩa Bồ Tát Ma Ha Tát, lại nữa trong đây Phật tự nói nghĩa Ma Ha Tát, chúng sinh có ba phần: một, chánh định chắc chắn vào niết bàn; hai, tà định chắc chắn vào ác đạo; ba, bất định rất lớn ở giữa chúng sinh chánh định nên gọi là Ma Ha Tát. Đại chúng là chỉ hết thảy thánh hiền trừ Phật. Tánh địa nhân là sinh trong tánh thánh nhân nên gọi là tánh, như tiểu nhi sinh trong nhà sang quý, tuy nhỏ chưa có thể làm gì, sau chắc chắn hy vọng thành việc lớn. Địa vị này kể từ loãn pháp cho đến thế đệ nhất pháp. Bất nhân địa là tu hành trong 15 tâm thuộc kiến đế đạo. Hỏi: trong 15 tâm ấy cớ sao gọi là bát nhân? Đáp: trong tư duy đạo dùng trí nhiều, trong kiến đế đạo dùng kiến và nhẫn nhiều, trí đi theo nhẫn. Vì cớ sao? Vì công nhẫn lớn. Lại nữa, nhẫn và trí hai việc ấy có thể đoạn, có thể chứng, trú ở trong tám nhẫn nên gọi là bát nhẫn. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật như trước đã nói. Bồ Tát sơ phát tâm là có người nói, người mới phát tâm được vô sinh pháp nhẫn, theo tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phát tâm, ấy gọi là mới phát tâm, là chân phát tâm. Rõ biết thật tướng các pháp, cũng biết tướng của tâm phá các phiền não, theo tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không điền đảo, tâm ấy gọi là sơ phát tâm. Có người nói, người phàm phu tuy trú ở các kiết sử, nghe nói công đức Phật phá tâm đại bi, thương xót chúng sinh, nguyện ta sẽ thành Phật. Tâm ấy tuy ở trong phiền não, vì tâm tôn quý được trời người cung kính như thái tử của Truyền Luân Thánh Vương, khi mới thụ thai, đã hơn các đứa con khác, trời quỷ thần đều tôn quý. Tâm Bồ Tát cũng như vậy, tuy ở trong kiết sử đã hơn chư thiên thánh nhân có thần thông. Lại nữa, Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, có người được thọ ký vào pháp vị, được vô sinh pháp nhẫn gọi là bất thối chuyển, tướng bất thối chuyển sau sẽ nói rộng. Đối với đại chúng như vậy sẽ làm bậc thượng thủ nên gọi là Ma Ha Tát. Bồ Tát ấy muốn làm chủ hết thảy thánh nhân nên phát tâm lớn, chịu hết thảy khổ, tâm kiên cố như kim cang bất động. Tâm kim cang là không bị hết thảy kết sử phiền não làm lay động. Thí như núi kim cang không bị gió làm lay động, các chúng sinh ác, người ma đi đến, không làm theo ý nó, không tùy thọ lời nó, bị sân mắng, hủy báng, đánh đập, giam trói, chặt, đâm, cắt chẻ, tâm không đổi khác. Có người đến xin đầu mắt tủy não, tay chân, da thịt, gân, xương, đều có thể cho hết. Người xin không biết chán, còn sân giận mắng nhiếc, bấy giờ tâm Bồ Tát nhẫn chịu không động. Thí như núi kim cang kiên cố, người đến đủ quét hủy hoại, trùng thú, cắn xé, không một chút tổn giảm, ấy gọi là tâm kim cang. Lại nữa, Phật tự nói tướng của tâm kim cang là Bồ Tát nên nghĩ rằng, ta không phải một tháng, một năm, một đời, hai đời cho đến ngàn vạn kiếp, mà thể lớn trang nghiêm, ta phải nên trải qua vô lượng, vô số, vô biên đời sống chết, làm lợi ích độ thoát chúng sinh. Hai là ta nên bỏ hết thảy vật quý trọng trong ngoài. Ba là tâm bình đẳng không thương ghét đối với chúng sinh. Bốn là ta sẽ lấy ba thừa mà tùy căn cơ độ thoát hết thảy chúng sinh. Năm là độ chúng sinh như vậy rồi mà thật không độ ai, không có công ấy, trong tâm ấy cũng không hối hận, không chìm đắm. Sáu là ta sẽ nên biết tướng các pháp là chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhơ chẳng sạch. Bảy là ta sẽ nên lấy tâm thanh tịnh vô nhiễm, tu hành sáu ba la mật, hồi hướng đến trí nhất thiết chủ. Tám là ta sẽ nên khéo biết hết thảy việc của thế gian làm và việc nên biết của xuất thế gian, thông đạt rõ ràng hết thảy.
Chín là ta sẽ nên hiểu rõ bốn nhất tướng trí của các pháp, đó là hết thảy các pháp tốt giáo không, quán hết thảy pháp như tướng vô dự niết bàn, lìa các ức tưởng phân biệt. 10 là ta sẽ nên biết các pháp hay tướng bà môn, bản đại tạng tích xa và đại chánh đều ghi ba tướng, cho đến vô lượng tướng môn thông đạt rõ ràng. Hai tướng là hết thảy pháp, có hai thứ là hoặc có hoặc không, hoặc sinh hoặc diệt, hoặc làm hoặc không làm, hoặc sắc hoặc vô sắc, vân vân. Ba môn là hoặc một hoặc hai hoặc nhiều, từ ba trở lên đều gọi là nhiều, hoặc có hoặc không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không, hoặc trên hoặc giữa hoặc dưới, hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại. Ba cõi, ba pháp thiện bất thiện vô ký, ba môn, bốn môn, năm môn, như vậy vô lượng pháp môn đều thông suốt vô ngại, trong đó tâm không hối, không khiếp, không nghi, tín thọ thông đạt vô ngại, thường tù không dứt, trẻ các phiền não, quả báo nó và các việc chướng ngại đều làm cho bại hoại. Nhị kim cang có thể xô các núi, chú trong tâm kim cang ấy sẽ làm bậc thượng thủ của đại chúng vì bất khả đắc không. Bất khả đắc không là nếu Bồ Tát sinh đại tâm như kim cang như vậy mà sinh lòng kiêu mạn, thời tội nặng hơn phàm phu. Vì vậy nói dùng vô sở đắc, các pháp không có định tướng như huyễn như hóa. Lại nữa, tâm như kim cang là có những chúng sinh bị đọa vào ba đường ác, ta sẽ thay thế chịu siêu khổ, vì mỗi mỗi chúng sinh chịu thế khổ địa ngục cho đến khi chúng sinh ấy từ địa ngục ra khỏi nhóm các căn lành, đến khi chứng vô dư niết bàn rồi, lại cứu hết thảy chúng sinh, chuyển chuyển như vậy độ hết thảy chúng sinh, sau mới tự mình nhóm các công đức trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, mới thành Phật, trong ấy tâm không hối, không thù hẹp lại, thay thế chúng sinh chịu siêu khổ như vậy, tự tạo các công đức, ở lâu trong sinh tử, tâm không hối, không chìm đắm, như đất kim cang giữ gìn 3.000 đại thiên thế giới, khiến không lay động. Tâm ấy bền chắc nên gọi là như kim cang. Tâm khoái thích lớn là tuy có tâm bền chắc, chưa phải khoái thích lớn, như ngựa tuy có sức lớn mà chưa có khoái thích lớn. Đối với chúng sinh được hai tâm bình đẳng nên không sinh dục nhiễm. Nếu có thiên ái thời là giặc, phá tâm chấp ngã vân vân là gốc của Phật đạo. Thường thực hành tâm tử bi nên không có sân giận, thường quán các pháp nhân duyên hòa hợp sinh, không có tự tánh nên không ngu si, ái niệm chúng sinh quá hơn con đỏ nên không có tâm não hại, không bỏ chúng sinh quý Phật đạo nên không sinh tâm thành phần bích chi Phật. Hỏi, nếu tâm kiên cố như kim cang tức là bất động, sau này còn nói tâm bất động? Đáp, hoặc có khi tùy kiên cố mà tâm còn có tăng giảm, như cây tuy kiên cố mà còn có thể lay động. Động có hai, một ngoại duyên làm động như trước nói, hai nội duyên làm động như tà kiến, nghi, vân vân. Nếu thường nhớ nghĩ Phật đạo và hết thảy trí tuệ rằng ta sẽ được quả báo ấy nên tâm không động. Lại nữa, Bồ Tát nên dùng các nhân duyên làm lợi ích chúng sinh, từ việc uống ăn cho đến Phật kỹ nhạc làm lợi chúng sinh, thường không bỏ chúng sinh, muốn khiến cho lìa khổ, ấy gọi là tâm an lạc và cũng không nghĩ có tâm ấy. Lại nữa, Bồ Tát vui pháp gọi là thượng thủ. Pháp là không phá hoại các pháp tướng, không phá các tướng là không có pháp có thể chấp trước, không có pháp có thể lãnh thọ, nghĩa là bất khả đắc. Tánh bất khả đắc không ấy chính là niết bàn. Thường tiền thọ nhân chịu pháp ấy gọi là dục pháp, thường tu hành ba môn giải thoát gọi là vui pháp. Lại nữa, Bồ Tát an trú trong 18 không, vì không rơi vào 18 ý hành nên không khởi tội nghiệp. Trú bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, diệt các phiền não, nhóm các thiện pháp có thể làm thượng thủ. Lại nữa, Bồ Tát vào tâm kim cang tam muội vân vân, hưởng thọ khoái lạc, chán cái vui thế gian, tăng trưởng thiện căn và trí tuệ phương tiện nên làm thượng thủ giữa chúng hội đại thánh. Nếu đối với người lớn mà làm thượng thủ được thì huống gì đối với người nhỏ, thế nên gọi là Mahātát.